Trong lịch sử của VCS, chưa có bất kỳ đội tuyển nào vô địch mùa trước lại phải tham dự vòng thăng hạng mùa sau, cho dù đó có là sự chạy máu nhân sự như GAM mùa xuân 2018 hay lục đục nội bộ như EVOS mùa hè 2018. Và hiện tại, chúng ta có một cái tên là nhà vô địch trong hai mùa giải liên tiếp năm 2020. Không ai khác, đó chính là Flash. Flash kết thúc năm 2020 với đại thành công. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Flash hai lần không thể tiến đến MSI và chung kết thế giới tương ứng. Điều này đã khiến tổ chức Flash không còn mặn mà đầu tư vào môn Liên minh huyền thoại. Mùa xuân 2021, Flash chia tay ba trụ cột, bao gồm Eagle, Katy và Slater. Eagle vì gặp vấn đề về sức khỏe nên hiện tại vẫn chưa thể quay trở lại VCS. Nhưng trong mùa giải trước, Eagle chỉ là cái tên duy nhất có thể song phẳng với Levi ở khu vực rừng. Katy rời Flash để đến với đại kỳ lịch GAM. Cứu đường giữa team Flash đang bay cao trong màu áo mới, với ngôi vị đầu bảng sẽ giai đoạn lượt đi. Slater tuy chưa thể bay cao cùng Secret nhưng đầu đó vẫn có tín hiệu lạc quan vẫn đang đến với tổ chức này. Chia tay ba nhân sự cộng cán Flash, đó về chính mình đó là Meliodas, Vaca và Divkit. Meliodas trước đây đã từng lên ngôi vô địch trong mùa áo phong vụ Buffalo. Vaca quá khứ cũng là á quân mùa hè 2018 trong mùa áo Andonis, nơi có sự góp mặt của đầu tàu Kiss. Còn với Divkit, anh luôn được đánh giá là sát thủ hàng đầu VCS trong năm 2020. Tưởng chừng với ba cái tên này, Flash sẽ chỉ gặp chút ít khó khăn, nhưng không. Flash khởi đầu mùa giải mới bằng trận đại chiến với GAM, tái hiện trận chung kết 2020. Người hâm mộ nghĩ rằng GAM có phần nhỉnh hơn, nhưng chắc hẳn đây là cuộc đại chiến kinh điển trong tuần thi đấu đầu tiên. Kết quả hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Flash bị đối thủ hủy diệt nhanh chóng chỉ sau 2 ván đấu trong một thế trận hoàn toàn bị áp đảo. Người ta cho rằng đó là vì Flash chưa kết hợp tốt các thành viên mới mà đối thủ GAM quá mạnh. Nhưng rồi, thất bại 1-2 trước Luxury, 0-2 trước SPTC, 1-2 trước Cerberus đã làm cho các tuyển thủ Flash phải nóng mặt vì hổ thẹn. Sau 4 trận toàn thua, Flash gương dậy với chiến thắng 2-1 trước BTS. Các bộ luận viên VTV còn cho rằng cuộc đua đến ngôi vương của Flash chỉ mới vừa bắt đầu. Và rồi cho đến hiện tại, ngoài trận thắng đó ra, Flash chưa được nếm một chiến thắng một lần nào nữa. Gần đây nhất là thất thủ 1-2 trước SPTC trong giai đoạn lượt về. Flash trong 3 trận gần nhất thi đấu rất khởi sắc, nhưng đối thủ của họ lại lần lượt là Secret, GAM và SPTC, ba cái tên cộng cạn của giải đấu. Nếu lịch thi đấu thuận lợi hơn, có thể Flash đã có một vài tín hiệu lạc quan. Yoshino 2020 là một Yoshino luôn nằm trong top 3 đường trên giải đấu, nhưng hiện tại, cứu đường trên của GAM đã gần như hoàn toàn đánh mất mình. Hình ảnh của một solo carry hạng nặng dần tiêu biến trong anh chàng này, và trước các đối thủ như Poon hay Kemken, Yoshino vẫn không chiếm được ưu thế, chứ khoan nói đến Hasmet, Zeros hay Kiaya. Còn nhớ thời kỳ đỉnh cao năm ngoái, con bài set của Yoshino đã biến Renekton của Zeros trở thành mật vụ để đời với KDA 081 với hàng loạt pha solo kill ma vương. Tuy nhiên, tình thế đã không còn như hồi một năm trước. Lần chạm trán gần nhất vào hôm thứ bảy vừa qua, Zeros đã đè nát đường trên của Yoshino với hai con bài Jace và Jana. Đường trên của SE luôn chiếm ưu thế trong mọi pha trao đổi chiêu thức và có cả solo kill trong trụ. Đấy không phải vì Zeros hay bên anh chàng này cũng không đang là chính mình ở thời kỳ hoàng kim, mà đó chính là sự sa sút của Yoshino. Tướng carry, tướng chống chịu, tướng mở giao tranh v.v. đều đã được đưa trên Flash mang ra sử dụng, nhưng độ hiệu quả gần như bằng không. Người đi rừng mới Meliodas của Flash từ lâu đã được biết đến như ông hoàng Lee Sin của VCS trong mùa ảo phong vụ Buffalo. Thời còn ở bầy trâu đỏ, khả năng đi rừng của anh chàng này chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, những bước di chuyển của anh lại cực kỳ hiệu quả khi kết hợp với Zeros hay Naul. Khi đến với Flash, Meliodas vẫn còn nguyên lối chơi lù đù chậm chạp, chỉ khác là anh đã không còn sử dụng Lee Sin với các công bài như Lilia, Udyr. Ông trùm giao tiếp vẫn cho thái độ khó chịu nhất định của mình. Anh hay bị đối phương hạ gục trong chính phần rừng của mình, nhưng pha găng cũng không quá hiệu quả. Một vài ván đấu khởi sắc của Meli là chưa đủ để giúp Flash mạnh lên trong bối cảnh. VCS hiện tại có nhiều tuyển thủ đi rừng sừng sỏ như DNK, BJ, Levi. Đường dưới Pake trước đây trong mùa áo Andonis là một midlaner tay to với những công bài kỹ năng cá nhân cao, đặc biệt là Irelia. Tuy nhiên, bên sân trường là những tướng pháp sư kiểm soát như Orianna, Syndra, Azir. Pake luôn được tin tưởng về sự chắc chắn của mình. Dù đã có nhiều bước thụt lùi khi thi đấu trong mùa áo EVOS, nhưng Pake vẫn tiếp tục khủng hoảng trong mùa áo Flash. Sự tệ hại trong phong độ của anh ở những trận đầu mùa đã mang về kết quả xấu cho Flash. Để rồi huấn luyện viên Shirk phải sử dụng Stark thay thế như một phương án tạm thời. Ba trận gần nhất, Pake đã hồi sinh. Anh cực kỳ khó chịu với các đối thủ, thậm chí vừa mới đây Pake còn solo kill địa một và tạo áp lực khủng khiếp lên đường giữa SPTC. Bây giờ tín hiệu lạc quan như vậy, người hâm mộ Flash có thể tin vào việc Pake sẽ góp phần giúp Flash tránh khỏi việc thi đấu vòng thăng hạng. Mục tiêu của GAM mùa này là trụ hạng. Đó là câu trash talk kinh điển của Teddy quản trị trong mùa giải trước. Tuy nhiên, nó đúng với bản thân anh vào chính hiện tại.
Kể từ khi chuyển sang Evolve, Steve Kidd đã vươn mình trở thành xạ thủ hàng đầu giải đấu, ngang hàng với những Celebrity, Artemis hay thậm chí là Slater. Nhưng trách nhiệm theo Slater tại Flash dường như đang quá sức với chàng xạ thủ này. Anh không còn sự điềm tĩnh nhất định trong những pha xử lý, có khi người ta cảm giác Steve Kidd như một xạ thủ mới thăng hạng VCSA. Kinh nghiệm bản lĩnh không còn nữa, thay vào đó là lạc lối, mơ hồ, non kinh nghiệm. Việc đi cặp cùng người đồng đội đáng mơ ước là Palette không làm cho Steve Kidd mạnh hơn, thậm chí sự ăn rơ của hai tuyển thủ này cũng không. Nhiều trận đấu Flash thua thiệt đường dưới chính do giai đoạn đi đường bất ổn của Steve Kidd. Palette tuy vẫn là hỗ trợ hàng đầu giải đấu với kỹ năng cá nhân cao cùng khả năng bao quát bản đồ tốt, nhưng anh lại thể hiện vô cùng nhạt nhòa. Cái tên Palette luôn được xương tụng là hỗ trợ số 1 Việt Nam từ trước đến nay dường như đã chết. Việc lên được bậc xếp hạng thách đấu với chủ Hàn Quốc không khiến Palette khá khẩm hơn tại đấu trường quốc nội. Anh sử dụng rất nhiều vị tướng nhưng đều không hiệu quả. Ngay cả khi cầm được con bài Rakan đã từng làm nên danh hiệu Best Rakan VCS, Palette vẫn mất hút. Anh cũng thử sử dụng những con bài trái tay như Thresh và độ hiệu quả vẫn bằng không. Những bước di chuyển đảo đường roaming kinh điển ở thời kỳ phong một Buffalo đã không còn xuất hiện. Điều tương tự diễn ra với khả năng call team, đọc vị trí đối thủ. Tất cả đã làm nên một đường dưới Flash luôn luôn thua thiệt. Giai đoạn playoff mùa xuân 2020 và mid-season showdown, Yoshino gặp phải vấn đề sức khỏe và Stark được thay thế. Tuy nhiên, màn trình diễn của đại đế sau nhiều tháng dự bị hết sức thuyết phục. Từ những quân bài carry như Irelia đến chống chịu mở giao tranh như On, người sắc đều làm tốt. Việc thay thế cho Page đường giữa trong mùa giá này đã không thành công bởi Iron Man. Được giao cho trọng trách đường giữa, Stark đem lại những luồng gió mới như Echo hay Rice. Những kinh nghiệm của cựu đường trên số 1 giải đấu không giúp ích nhiều cho Stark. Echo của anh cực kỳ xanh giai đoạn đầu nhưng lại cực kỳ vô dụng về nửa cuối vòng đấu. Quân bài Rice khi bị khai thác triệt để trong những pha di chuyển non nớt đã khiến Stark nằm xuống liên tục. Đó cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của Flash. Huấn luyện viên Shirk là một huấn luyện viên mát tay và có nhiều kinh nghiệm huấn luyện tại VCS. Tuy nhiên, anh đang tỏ ra bất lực trước các học trò của mình. Đầu mùa đến nay, anh đã có 3 lần công khai trên Facebook cá nhân về sự khủng hoảng của team, từ dòng điệu buồn bã thất vọng cho đến nổi nóng ra mặt. Nó cho thấy Shirk không đang tìm ra được giải pháp cho cả đội. Hiện tại, mục tiêu vào playoff của Flash đã quá xa vời. Việc khả dĩ nhất đó có thể là vị trí thứ 6 để thoát khỏi viễn cảnh nhà đương kim vô địch phải tham dự vòng thăng hạng. Trong cục diện hiện tại của VCS, Luxury đã dần trở về bản ngã của mình với nhiều thất bại liên tiếp. PTS vừa hồi sinh với hai trận thắng trước SPTC và Luxury. Đây cũng là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé trụ hạng và Flash. Còn những cái tên sừng sỏ ở trên, Flash dường như vô vọng. Với dàn nhân sự không phải tệ, Flash có thể tin tưởng vào kết quả khả quan của trận đấu sắp tới. Bởi dù gì trong quá khứ, họ cũng có bản lĩnh hơn hai đối thủ kia rất nhiều. Còn nhớ trước đây, BCS có ông hoàng gạt giò FTV. Khi mà họ đã không còn gì để mất, các tuyển thủ lại đánh như lên đồng và hạ gục hoàng loạt như ông lớn. Flash cũng có thể kỳ vọng vào điều đó để mong chờ một kết quả khả quan. Còn nếu với tình thế như hiện tại, Flash chỉ như một phép bổ trợ. Và nếu thực sự Flash phải tham dự vòng thăng hạng, nhiều khả năng cái tên Flash sẽ hoàn toàn biến mất trên bản đồ Liên minh huyền thoại Việt Nam. Điều mà ngay cả những người không phải fan Flash cũng không hề mong muốn.